chúng tôi lại làm cái clip tiếp theo về phân loại rác. Thì như chúng ta đã thấy là khi mà chúng ta mua một đôi tất đi về đấy, khi mà mua một đôi tất đi về thì các bạn thấy là đôi tất được đóng gói như thế này, và thường thường là chúng ta sẽ bóc tách hết ra một cho một thùng rác. Nhưng nếu phân loại rác sớm nhanh thì các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ sử dụng được cái nguồn tài nguyên này. Thứ nhất là cái túi ni lông này, nếu mà các bạn cho vào thùng rác nó lẫn với rác hữu cơ rất là bẩn thì chúng ta cho riêng vào một túi thì sau này cái này tái chế rất là dễ. Còn đây là giấy đúng không ạ? Đây là giấy. Giấy thì các bạn đã biết rồi ạ. Chúng tôi sẽ cho vào cái thùng này. Thùng này thì là từ cái thùng đựng sữa hoặc là thùng bia, còn giấy cắt tông thì cho toàn bộ giấy vào đây. Chúng ta đã phân loại được thứ hai là giấy. Và sau đó thì giấy các bạn có thể cho để trong cái tủ quần áo để nó hút ẩm. Sau đó thì chúng ta có thể cho người thu gom. Còn đây là nhựa. Túi ni lông, đây là loại nhựa thì chúng tôi cho vào cái túi này. Còn một chút nữa là kim loại, cái ghim thì chúng cho vào đây. Nếu tốt hơn thì chúng ta có thể là chia là túi làm kim loại và túi nhựa, nhưng mà trong quá trình theo dõi và nghiên cứu tôi nhận thấy được rằng là cái thành phần nhựa sẽ chiếm chủ yếu, thành phần kim loại rất là ít. Và đây như vậy chúng ta lại tiếp tục. Và những cái túi ni lông này có thể tái chế lại để sử dụng nhiều lần tiếp theo mà không phải thải ra môi trường. Còn lại các bạn biết là giấy thì cũng tách ra. Nhựa cho vào đây, túi ni lông cho vào đây. Còn lại đôi tất. Đây là một cái ghim bằng kim loại nặng. À, kim loại, xin lỗi tôi nghiên cứu về kim loại nặng nên nhận lúc nào cũng mang kim loại nặng cơ. Đây là bệnh nghề nghiệp mà. Nhưng mà đây là đôi tất, sau đó chúng ta mang đi giặt. Thì các bạn có thể thấy được rằng là nhà tôi bắt đầu sử dụng cái túi của Andeco loại 145.000 một cân. Nó có thể là đây là túi có quay treo hoặc là túi đựng rác 3 cân, 5 cân túi đựng rác. Thì chúng ta có thể mua ở tất cả các siêu thị của Big C hoặc Vinmart đều có. Đây là một trong những cái túi mà nó được làm từ nguyên liệu bột ngô tinh luyện thành một dạng nhựa tổng hợp có khả năng phân hủy, không như là cái túi ni lông mà chúng ta mua rất rẻ như thế này. Rất rẻ, 30.000, 40.000 một cân. Và các bạn thấy là ai cũng đi đâu người ta có thể cho bạn mấy cái túi. Nhưng hãy nói không với các loại túi như thế này. Và đây là những cái túi này, tôi sẽ cho vào cái túi này. Và đây, coi như là một cái loại bắt đầu tái chế. Bên cạnh đấy thì thứ hai là các bạn thấy được rằng đây, bắt đầu nhà tôi cũng không sử dụng chai nhựa nữa. Em bé, bố mẹ đi làm đều dùng những chai nước như thế này để mà nước để uống, để tránh thải ra môi trường nhiều loại chai nhựa. Và khi mà vợ tôi nấu ăn cũng vậy, dùng cái bao tay nhựa tự vệ sinh học, bởi vì khi chị em nấu ăn thì hay dùng bao tay để cho vệ sinh an toàn thực phẩm. Và trên thị trường nó bán lại bao tay này, chúng tôi ở nhà tôi cũng đang dùng. Chi phí nó không nhiều so với những cái tiền lương thu nhập của mình, hoặc có một chút thì chúng ta hãy giảm cái khoản khác mà hãy sử dụng những sản phẩm này để cho cái môi trường của mình nó ngày càng an toàn và sạch hơn. Và các bạn cũng để ý nhé, giấy bây giờ là chúng tôi cũng sẽ không dùng cái loại giấy trắng này nữa mà dùng cái loại giấy có màu nâu như này, bởi vì giấy này thì sẽ không phải dùng chất tẩy trắng tránh đưa ra thải ra môi trường những cái chất tẩy. Tức là giấy thì dùng cái loại sẫm màu mà thôi. Đây là các cái hộp nhựa thủy tinh các bạn nhé. Có thể vừa đặt trong lò vi sóng, nhưng mà đi đâu thì bây giờ nhà tôi cũng mang theo để đựng thức ăn hoặc mua thức ăn, tránh là dùng các loại túi ni lông cũng như là rất độc hại cho sức khỏe nữa. Rất hay mong là cái clip này của chúng tôi sẽ được lan truyền đến tất cả những người đang muốn bảo vệ môi trường tốt hơn. Và hiện tại cái clip nhất mà tôi phân loại rác đã trình bày đấy thì đang dự thi một cuộc thi tại thành phố Hồ Chí Minh về những người bảo vệ môi trường. Hy vọng là sẽ có một kết quả tốt và cái tính là
lan tỏa nó tốt hơn. Và hôm nay xin phép được chào các bạn và kết thúc clip tại đây.